Rồi ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy cái dự án tặng con free rất là tiềm năng ha. Đầu tiên là cái dự án ICO Refrium. Đây là một cái dự án ICO vào lĩnh vực game ha, và nó đã kết thúc ICO rồi. Và đây là một dự án rất là tiềm năng. Vì sao mình nói tiềm năng? Cái lĩnh vực game này thì đã rất là nhiều con như trước rồi, như là game Credit hay là XP cũng là một game, nhưng mà thằng này nó có những cái điểm vượt trội. Nếu bạn nào tìm hiểu ISO của nó sẽ biết được cái dự án ISO nó được đánh giá rất cao trên ISO Benchmark. Trước thêm ISO thì nó nằm trên top luôn, cho nên mình mới chọn nó để giới thiệu cho các bạn. Và nó đang tặng coin free cho những ai mà làm nhiệm vụ ha. À, trang ISO Ben này là trang đánh giá ISO rất là nổi tiếng ha. Mình đã theo dõi con này rất là từ lâu rồi. Mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cái token Refrium này miễn phí ha. Hiện tại là đang trong giai đoạn tặng coin giai đoạn 2, giai đoạn 1 đã kết thúc rồi. Và những ai mà tham gia giai đoạn 1 đã được nhận được coin của nó, thì giai đoạn 2 thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ để nhận được coin khi kết thúc cái chương trình này ha. Đây là cái link đăng ký, các bạn ủng hộ mình ha. Mình sẽ để những cái link này dưới cái video ha, các bạn theo dõi. Rồi ok, nhắc các bạn vào cái link này ha. Bạn vào link này, các bạn bấm sign up ha. Đó rồi, các bạn đăng ký, các bạn điền email password rồi nhấn save my points, thế là các bạn được 50 bon đầu tiên đó. Cứ 500 bon thì các bạn được những cái token tương ứng ha. Đó, các bạn cố gắng làm nhiệm vụ để được bon, được điểm. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì sẽ vào cái trang như thế này ha. Đây, mình đã làm nhiệm vụ và mình được 951 điểm rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ như sau. Nhắc các bạn vào một game, các bạn chọn download game này thì các bạn sẽ kiếm được 200 bon ha. Các bạn cứ download qua thôi, không cần cài đặt gì hết. Bấm download qua, nó refresh ra trang này. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký rồi nó sẽ có cái link để download game này. Thì các bạn download là được 200 won rồi, xong cái nhiệm vụ này ha. Rồi các bạn xem video, mình đã xem rồi, mình xem bạn, các bạn xem hết video này, các bạn bấm vào này, các bạn sẽ được 50 won. Lưu ý các bạn phải xem hết từ đầu tới cuối nha, nó tầm 1 phút thôi, không có nhiều. Rồi các bạn vào một share. Đây là những cách để các bạn kiếm pawn. Khi mà bạn mời được một người mà người đó đăng ký và thành công và kết nối với tài khoản Twitch Discord thì các bạn sẽ nhận được 100 bon ha. Và cái này 200 bon khi mà bạn mời họ tham gia cái group Telegram của thằng này ha. Rồi đây là những cái nhiệm vụ các bạn connect to cái account Twitch. Các bạn phải đăng ký được hai cái tài khoản ở Twitch. Đăng ký tài khoản Twitch. Twitch là một cái mạng xã hội giống như Slack ấy. Các bạn biết Slack. Các bạn qua này các bạn đăng ký tài khoản ha. Sau khi đăng ký xong rồi thì các bạn có ở chỗ này có một cái nút đó mà liên kết với tài khoản này, các bạn chỉ cần vào đó và làm thôi. Sau khi liên kết xong các bạn được 100 bon. Rồi tiếp tục với liên kết với tài khoản Discord. Discord cũng là một cái mạng xã hội gọi và chat. Như là các bạn nào đã dùng XP, đã mua XP coin thì phải biết cái này. Nó giống như Slack coi. Rồi các bạn vào đăng ký tài khoản Discord, đăng ký bình thường thôi, ký còn dở không có gì, xác nhận email đồ. Rồi sau khi đăng ký xong thì các bạn vào này đó mà liên kết, nó giống như cái thằng này, có cái nút liên kết này. Sau khi liên kết xong thì các bạn được 100 bon. Rồi Telegram cũng vậy, các bạn join Telegram ha. Telegram thì các bạn copy được một cái link này ha.
Các bạn dùng cái link này các bạn. Này. Các bạn mở cái app Telegram ra. Các bạn sẽ app hay các bạn sẽ web cũng được. Mở ra xem. Rồi, mở ra, rồi nó mở. Đó, đây là con chatbot của nó ha. Các bạn chỉ cần bấm start thôi. Rồi. Sau khi start xong thì các bạn bấm cái này. Join vào group nó là xong. Nên mình đã join rồi, nên là không có cái nút join nữa. Các bạn tham gia vào rồi xong. Đó, xong nhiệm vụ đó. Xin vụ đó các bạn được champion. Rất là đơn giản ha. Hiện tại với là follow trên Facebook hay là Twitter hay là subscribe nó trên Reddit. Những cái này rất là đơn giản thôi. Đó, sau khi các bạn làm hết cả nhiệm vụ này thì các bạn được 951 bon rồi. Rồi, các bạn giới thiệu bạn bè để được bon thêm nữa. Và sau khi kết thúc cái giai đoạn 2 này, giai đoạn 2 này còn 12 ngày nữa kết thúc thì các bạn sẽ nhận được cái token ha. Nhận được cái token của nó, của ví. Để nhận được kênh thì các bạn vào cái này ha. Các bạn vào này và các bạn cập nhật cái địa chỉ ví Maider Wallet của các bạn. Ví Maider Wallet thì các bạn lập dở thôi, mình có cái video hướng dẫn rồi. Các bạn nhập vào đây thì sau khi kết thúc ISO thì token nó sẽ tự động vào cái ví này rồi. Ok ha. Đó, xong cái thằng này. Tiếp tục mình giới thiệu cái dự án tiếp theo là hai cái con sàn. Hai cái con sàn, một cái con sàn của Bit của Mỹ và con sàn Bitmart đang tặng con free. Hai cái sàn này gần mở. Như các bạn đã biết thì cái xu hướng mà con sàn là rất là phát triển, rất là thịnh. Cái ví dụ như là cái sàn Binance, nó có cái con cái token đó là Binance Coin ha. Lúc đầu ra chỉ có 0.1, chỉ có 1 đô, 0.5 đô thôi. Bây giờ lên 10 đô thì các bạn tăng biết bao nhiêu lần đó. Hay là cái sàn KuCoin, nó có cái con là KuCoin Share. Lúc đầu chỉ có 0.5 đô, giờ này lên gần 5 đô thì nó tăng gấp bao nhiêu lần đó. Thì tương tự mấy cái sàn này các bạn có thể hy vọng ha. Khi mà nó mở ra, nó chạy thành công như những cái sàn lớn kia thì token nó sẽ tăng giá thôi. Ví dụ tăng lên 10 đô đi, thì các bạn có 30 con thì các bạn được 300 đô rồi, rất là hay. Đó, các bạn thứ nhất là cái sàn của Bit nè, cái link tham gia mình đỡ này ha. Các bạn đăng ký với mình. Cái sàn của Bit. Đó, các bạn chỉ cần vào link này thôi. Các bạn chỉ cần làm cái nhiệm vụ này. Telegram ha, nhập cái username Telegram của các bạn vào này. Có cái icon vào trước. Username Telegram các bạn lấy trong này ha, setting này. Trong này, đây chính là username, các bạn copy nguyên cái phần này, có icon nữa, có dấu icon luôn. Vào vào này. Các bạn bấm vào này, join. Thì nó tự động mở ra cái app Telegram. Đây mình đã join rồi ha. Sau đó thì ok. Twitter nè. Các bạn nhập cái username Twitter của bạn vào đây. Username các bạn nói cái này ha. Mình chưa login vào. Username Twitter các bạn nói ở đây. Đây, username tính là đây, tên người dùng này. Đây, các bạn bấm vào tài khoản, các bạn sẽ có được cái username của nó. Bấm vào này ha, thêm cái dấu icon vào trước. Đó, dấu icon vào trước, ví dụ icon tương lai Vĩnh chẳng hạn, các bạn bấm vào đây. Rồi cuối cùng, các bạn follow nó trên Twitter ha, mình follow rồi. Cuối cùng thì các bạn dán cái địa chỉ quý Maider Wallet vào. Mình dùng Maider Wallet thôi. Không dùng ví trên mấy cái sàn nè, nó không có chuyển được đó. Đó, các bạn dùng ví ở đây bấm submit, thế là ok. Các bạn được 30
con. À, mình là được 30 con rồi. Đó, mình được 30 con. Đó. Chờ nó lên, chờ cái sàn này mở và chờ đợi sự thành công và bán thôi. Tương tự cái sàn Bitmart ha. Bitmart đang tặng 55 con. Đăng ký, link đăng ký thì các bạn copy link này. Những cái link này mình sẽ để dưới video. Các bạn bấm vào đăng ký thôi. Điền email. Rồi bấm send thì có một cái code của email thì các bạn bắt vào này, các bạn name, các bạn password rồi bấm sign up. Sign up ok thì các bạn vào tài khoản. Thì nó sẽ được tặng 55 con ha. Mình giới thiệu được 20 con nữa. Đó. 55 con. Thì khi cái sàn này hoạt động thì các bạn có thể bán nó để lấy cái ETH hay Bitcoin để chuyển qua ha. Rồi. Đó. Đó là những ba cái con, ba cái dự án mà nó đang tặng con free rất là tiềm năng. Mình chỉ giới thiệu những cái dự án tiềm năng thôi, còn cái không tiềm năng bằng trên đây thì mình không có giới thiệu, mất thời gian. Các bạn cố gắng làm ba cái này thì tiền sẽ vừa túi các bạn, tất cả là free ha, không có tốn phí gì đây hết, nên các bạn chỉ cần bỏ công tầm 5 phút thôi là làm tất cả rồi. Chào các bạn ha.